Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là mục hỏi đáp về luật đất đai sửa đổi năm 2024. Tiếp theo là phóng sự phản ánh công tác kiểm tra của Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Mục giới thiệu văn bản chính sách mới ở phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình. Mục hỏi đáp pháp luật hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số quy định luật đất đai sửa đổi năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hỏi, trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 luật đất đai quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai như sau. 1. Bảo đảm quyền tiếp cận của người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác đối với hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật, ưu tiên lựa chọn hình thức phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng vùng. 2. Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin quốc gia về đất đai cho người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác, trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 3. Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đến người sử dụng đất và tổ chức cá nhân khác bị ảnh hưởng, quyền và lợi ích hợp pháp. Hỏi, luật đất đai quy định về quyền chung của người sử dụng đất như thế nào? Trả lời. Điều 26 luật đất đai quy định về quyền chung của người sử dụng đất như sau. 1. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 2. Hưởng thành quả lao động, kết cấu đầu tư trên đất sử dụng hợp pháp. 3. Hưởng các lợi ích khi nhà nước đầu tư để bảo vệ, cải tạo và phát triển đất nông nghiệp. 4. Được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, phục hồi đất nông nghiệp. 5. Được nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. 6. Được quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 7. Được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của luật này. 8. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. Hỏi, luật đất đai quy định về quyền đối với thửa đất liền kề như thế nào? Trả lời, Điều 29 luật đất đai quy định về quyền đối với thửa đất liền kề như sau. 1. Quyền đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi, cấp nước, thoát nước, tưới nước, tiêu nước trong canh tác, cấp khí ga, lắp đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, đồng thời phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 133 của luật này đối với trường hợp quyền về lối đi, cấp nước, thoát nước, tưới nước, tiêu nước trong canh tác. Hỏi, luật đất đai quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như thế nào? Trả lời. Điều 31 luật đất đai quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như sau. 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai, thực hiện đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật. 4. Thực hiện biện pháp bảo vệ đất, xử lý cải tạo và phục hồi đất đối với khu vực đất bị ô nhiễm, thoái hóa do mình gây ra. 5. Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến tài sản và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. 6. Tuân thủ quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. 7. Bàn giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Hỏi, luật đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo trực thuộc được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như thế nào? Trả lời. Điều 32 luật đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo trực thuộc được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau. 1. Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo trực thuộc được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 26 và Điều 31 của luật này. 2. Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo trực thuộc được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê quyền sử dụng đất
thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 có chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian mà các đoàn liên ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Chúng tôi có phản ánh sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm, gồm Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thực hiện thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đối tượng kiểm tra chủ yếu trong đợt này là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm quy mô lớn, các chợ đầu mối, các cơ sở có sản phẩm được công nhận OCOP, cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra tại trường Mầm non Măng non, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức. Lãnh đạo trường cho biết, đầu năm học, nhà trường đã liên hệ với những đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống. Do vị trí trường ở gần chợ, do đó nguồn thực phẩm luôn đảm bảo chất lượng. Đồng thời, trường còn trồng thêm một vườn rau để thường xuyên cung cấp rau sạch cho các cháu. Bên cạnh đó, trường còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân viên. Thị trường cũng thường xuyên kiểm tra giám sát việc lưu mẫu thực phẩm và hướng dẫn đảm bảo việc lưu mẫu thực phẩm theo quy trình kiểm thực 3 bước. Và hàng ngày thì cái việc chế biến của trường thì những mẫu thực phẩm, những nguồn thực phẩm được chế biến trong ngày không có để lại, do đó là cũng là một thuận lợi trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra quy định về an toàn thực phẩm, các văn bản quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, hồ sơ công bố tiêu chuẩn, nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm, quy trình bảo quản, lưu mẫu thực phẩm. Trong quá trình đoàn tới kiểm tra thì đoàn cũng đã góp ý và hướng dẫn cho tôi rất là nhiều trong quá trình mà các khâu sản xuất với lại về hướng dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì chúng tôi là một cơ sở nhỏ lẻ nên về cái điều kiện mà nhà xưởng nó chưa được chuyển chu nên là nó còn nhiều hạn chế. Vậy thì trong thời gian tới thì tôi cũng tiếp thu và khắc phục những cái nhược điểm đó. Trong quá trình kiểm tra, đoàn còn tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến đến các cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua cái công tác kiểm tra tại huyện Hiệp Đức và Thăng Bình, thì đoàn đã thực hiện kiểm tra được 8 cơ sở, trong đó có cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, rồi bếp ăn tập thể, trường học, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống v.v. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thì đoàn ghi nhận là hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tại cơ sở thì cơ bản đầy đủ. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thì cơ bản đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm đối với một cái cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên thì cũng còn một cái số các tồn tại như là giấy khám sức khỏe định kỳ chưa đầy đủ. Một số các sản phẩm của OCOP thì ghi nhãn chưa đảm bảo quy định. Đối với các cơ sở mà còn tồn tại thì đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những cái tồn tại của cơ sở, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền trực tiếp các cơ sở quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đoàn cũng đã yêu cầu cơ sở khắc phục những nội dung tồn tại và gửi báo cáo khắc phục về cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời thì qua cái kiểm tra thì cũng phát hiện ra vài cơ sở chưa đảm bảo cái vấn đề an toàn thực phẩm, đã mời cơ sở về làm việc tại Sở Y tế để kiểm tra xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi năm, qua các đợt thanh kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức các cơ sở, quy trình sản xuất ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại và khép kín. Các hồ sơ thủ tục pháp lý đều được chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với các đợt kiểm tra cao điểm trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm.
đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một văn bản chính sách mới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác quản lý an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm đã được các bộ, ngành địa phương quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, số vụ ngộ độc, số người mắc ngộ độc thực phẩm vẫn còn nhiều. Gần đây, trên phạm vi cả nước vẫn ghi nhận một số vụ ngộ độc, đặc biệt vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, với trên 450 người mắc phải nhập viện điều trị, tiếp tục gây lo ngại trong nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 44 ngày 3 tháng 5 về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Để chủ động tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa dông như hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương và Ủy ban Nhân dân cấp huyện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, kiểm soát an toàn thực phẩm ở các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp đã quy định. Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, có biện pháp phù hợp, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều kiện, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. Địa phương, đơn vị tập trung lực lượng, triển khai kiểm tra có trọng tâm các cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp, đảm bảo tránh chồng chéo hoặc bỏ sót cơ sở, đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nấu ăn lưu động, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh thực phẩm, gánh hàng rong trước cổng các trường học. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở không bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm, công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng. Cùng với đó, các ngành liên quan tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm và công tác phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp. Chuyên mục hộp thư truyền hình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.